đây sẽ là mùa phim kết thúc vũ trụ của Jojo sau cú búng tay của nhân vật phản diện. Và trước khi bước sang một trang mới, hãy để những người phụ nữ thể hiện tiếng nói của mình. Jojo phần 6 với tựa đề Thạch Dương sẽ được dẫn dắt bởi Jolene Kujo, con gái ruột của Jotaro, người sở hữu bạch kim tinh và trực tiếp đánh bại Dio, giống với bố của mình. Jolene có một màn debut ở trong tù, nhưng lần này không phải cô tự ý, mà là bị đổ tội oan. Vậy sự tình ra làm sao? Jolene có một thằng bạn trai tóc vàng hoe tên Romeo. Trong một lần cả hai phóng con xe đi thật nhanh trong cơn mưa, Romeo đã đâm phải người đi đường. Thay vì gọi cấp cứu và báo với cảnh sát, anh ta đã rủ Jolene cùng mình giấu cái xác. Dĩ nhiên việc đó không thể qua mắt được phía bên cảnh sát. Kết quả Jolene bị bắt vì tội ăn cắp xe và gây tai nạn. Còn tên bạn trai, hắn nhanh trí bày bố luật sư để bịt miệng bạn gái, nói với cô rằng hãy thú nhận rằng mình say rượu thì giỏi lắm chỉ ngồi sau song sắt tầm một năm thôi, còn hơn là khai ra để cả hai đều phải ăn cơm nhà nước. Em gái tóc xanh thì trẻ người non dạ, vẫn tin vào tình yêu của đời mình. Kết cục ở trong phiên tòa quyết định, ngay sau khi Jolene nhận tội thì ập đến một chi tiết cô không hề ngờ tới, là nạn nhân chưa hề chết lúc bị xe đâm mà đã tử vong khi họ mang đi phi tang cái xác. Thế là cô ăn thêm cái án cố ý giết người, tổng cộng là ngồi 15 năm. Đó là lý do cô có mặt trong nhà tù thủy cung. Nếu bạn đang tự hỏi vậy thì giờ này Jotaro đang ở đâu khi con gái lĩnh án, ông ta hiện đang là một nhà hải dương học. Jotaro có hứng thú với cá heo hơn là phụ nữ, giống với The Deep. Sau khi nghe tin con gái vướng vào vòng lao lý, Jotaro đã nhờ tên luật sư truyền tay cho cô một mặt dây chuyền, ở bên trong có một mảnh của mũi tên cổ đại. Jolene đã mở ra và vô tình để nó cứa vào tay, và cô đã thức tỉnh stand của mình khi người bạn tù Hermes bị hại. Đầu tiên nó xuất hiện dưới dạng một sợi dây màu xanh đi ra từ ngón tay cô. Jolene có thể dựa vào độ rung ở đầu bên kia để nghe trộm. Không những thế, nó còn sắc lẹm như một cọng dây cước. Sau khi phát hiện ra sức mạnh, việc đầu tiên cô làm là thắt cổ tên luật sư bố láo đã thông đồng với tên bạn trai để đẩy cho cô bản án 15 năm. Cuộc sống ở trong tù nó sẽ như này: các phạm nhân trong giờ sinh hoạt có thể tự do đi lại quanh nhà tù. Ở đây có đầy đủ thư viện, sân bóng, phòng gym. Đặc biệt nếu phạm nhân nào còn đang nợ môn, có thể được hỗ trợ để hoàn thành chương trình và lấy bằng đại học ngay tại thủy cung. Jolene dù là thân với Hermes nhưng theo sắp xếp của quản giáo, cô sẽ ở ghép với Wes. Chuyện là hôm trước Jolene có vứt cái mặt dây chuyền đi, thì Wes là người đã nhặt được khi bị Jolene đòi lại. Cô ta đã đòi 200 đô tiền chuộc. Câu chuyện không hề chỉ dừng lại ở tiền năm khi mà Wes sau khi chạm vào mũi tên, cô ta cũng đã sắm cho mình một stand. Sức mạnh đó cho phép cô ta có thể thu nhỏ người và vật khác. Trong ti tỉ thứ hay ho mà mình có thể làm với khả năng đó, cô ta chọn cách biến người khác thành pet cho mình. Ở đây có một tên quản ngục bị sa thải. Sau khi nhét hắn vào xác của một con vẹt, Wes sai khiến thú cưng của mình đi nhặt nhạnh tiền lẻ và nghe ngóng tình hình. Nói chung là một con chim bỏ túi. Cái thứ kỳ dị đó đã sớm bị Jolene phát hiện. Đáng tiếc là khi cô đoạt lấy nó từ tay của Wes thì người bên trong đã đăng xuất rồi. Nói về mối quan hệ giữa những người đàn bà thì các cụ xưa đã có câu: nhường ăn nhường mặc chứ không nhường cặp cho nhau. Việc động vật chim của nhau là một điều cấm kỵ không thể bỏ qua. Jolene sau đó đã bị hóa nhỏ và trở thành vật thay thế. Lần này cô được đưa vào xác của một con chuột cống. Ngoài miệng, Wes muốn Jolene tắt chiếc công tắc báo động để cả hai có thể vượt ngục, nhưng thực chất cô ta chỉ muốn đẩy Jolene vào phòng của cai ngục, sau đó thu hồi sức mạnh stand để khiến cô trở về kích thước cũ. Khi nhận ra cái ý định này, Jolene nhanh chóng chạy ra khỏi đó. Con stand của Wes thấy vậy thì ra sức truy lùng. Lúc đó Jolene đã vô tình triệu hồi stand của mình ở hình thái đầy đủ là thạch tự. Khi bị thạch tự bóp nghẹt, Wes đã phải vội vàng vác xác tới. Kết quả là ăn no một trận đòn, chắc là phải nhớ đến khi nào mãn hạn. Dù vậy thì đây là một khởi đầu cho một tình bạn đẹp trong nhà giam thủy cung. Nói chút về thạch tự, stand này có hai dạng: khi duỗi ra có thể dài tới vài trăm mét với sức sát thương yếu, còn khi co lại trở thành hình thái đầy đủ, sức mạnh có thể bẻ cong song sắt, nhưng tầm đánh thì loanh quanh 2 mét. Với sức mạnh mới mẻ này, Jolene tái thiết lập lại trật tự trong thủy cung. Cô trừng trị những kẻ hống hách hay đi bắt nạt ma mới và đùm bọc cho những em gái yếu thế hơn. Trong một lần vi vu trong thư viện, Jolene đã gặp được một thằng bé. Chẳng biết làm cách nào mà nó có thể xuất hiện trong một nơi như thế này, nhưng nó đã báo trước cho cô về một chuyện mà y như rằng là sáng mai cô gặp phải, là sẽ có người đến thăm tù cô, và Jolene nếu không muốn mất mạng thì đừng có mà đi. Vị khách đó chính là Jotaro, bố ruột của cô. Khi hai cha con hàn huyên, ông đã tiết lộ người đẩy cô vào tù không phải là tên bạn trai Romeo, mà là một tù nhân ở bên nhà giam nam tên là John Galia. Hắn từng là một quân nhân với tài bắn súng thiện nghệ. Toàn bộ nhân chứng, luật sư lẫn tên thẩm phán đều đã bị hắn mua chuộc. Theo lời Jotaro, hắn nhắm vào Jolene bởi cô mang theo dòng máu Joestar. Có lẽ đây là phúc đức từ đời trước để lại cho cô con gái. Trong khi hai cha con đang ngồi đàm đạo về Stan thì một viên đạn từ đâu đã chui qua ô cửa nhà giam, đâm thẳng vào tim Jolene. May là Jotaro đã kịp thời kích hoạt thời gian ngừng trôi. Sau khi phát hiện ra nguy hiểm, Jotaro bắt đầu dạy con gái những bài thực chiến vỡ lòng. Đầu tiên là phải nghe ngóng lấy thông tin Stan địch. Nó có hình dạng của một chiếc chuông gió bé xíu, có thể bay qua lại và cảm nhận được khí động học. Từ đó xác định vị trí của con mồi, giúp John Gali ngắm bắn chính xác. Trong khi đang án binh bất động, tên cai ngục bỗng tỉnh dậy và lao về phía hai người. Vì đỡ đòn cho con gái mà Jotaro đã bị chiếc chuông gió phát hiện và ăn một cú đạn xuyên bả vai. Jotaro khuyên Jolene không nên chủ động, nên cô con gái đã nghĩ ra một phương án. Jolene kích hoạt chế độ chống cháy trong phòng bằng một cái bật lửa, khiến cho chiếc chuông gió bị làm nhiễu thông tin. Nhưng điều đó cũng đánh động những tên quản ngục khác. Ngay lúc đánh không được, chạy cũng không xong, thằng bé mặc áo bóng chày hôm trước đã quay lại, báo cho hai cha con một lối thoát bí mật trong phòng. Thay vì bỏ trốn cùng cha, Jolene quyết định quay lại nhà giam, bởi cô muốn chính tay mình hạ gục John Gali. Jolene đi theo thằng bé xuống dưới tầng hầm. Kẻ thù lúc này biết được sự xuất hiện của thằng cu liền chuyển mục tiêu, khiến thằng bé phải chui vào ống nước để khỏi bị con Stan phát hiện. Đoán được điều này, John Gali bắn gãy ống nước.
Nếu bạn hỏi tôi sao hắn bắn được thì tôi cũng chịu, phim nó thế mà. Nhưng mà điều quan trọng hơn, để cứu được ân nhân nhỏ tuổi, Jolin đã giăng lưới bắt chuồng gió. Điều này như một lời tuyên chiến với John Galli. Hắn bắn một viên đạn thẳng tới hướng cô, nhưng không ngờ là luồng khí xung quanh đã bị Jolin dùng khí ga làm hỗn loạn khiến hắn ngắm trượt. Và thế là con cá trong lưới bị đánh cho ra cả nước mắm. Tưởng như đã hạ gục được kẻ thù cách xa hàng trăm mét thì Jolin bắt đầu thấy cảnh tượng xung quanh bất hợp lý. Hóa ra từ nãy đến giờ cô đã bị dính ảo giác, kể cả việc đánh bại John Galli. Jolin tỉnh dậy được do bàn tay đã nắm quá chặt vào chiếc xương mà thằng bé đã đưa cho cô lúc trước. Giờ đây khắp căn phòng phủ đầy một thứ dung dịch nhơn nhớt màu trắng. Phải chăng cái thứ nước gạo này mới là năng lực của John Galli? Sau nhiều lần cố gắng, Jolin đã đánh thức được ông già Jotaro. Vì để chắc chắn, đã đấm con gái xem đây là mơ hay thực. Vì ở trong tù ăn đòn đã quen nên Jolin không để bụng. Tiếp đó cô kéo được ông già ra khỏi vũng nhảy nhụa, đi được không xa. Cả hai bị John Galli trong màu áo quản ngục tiếp cận, không hề chần chừ. Hắn xả một loạt đạn thẳng về phía Jolin, khiến Jotaro phải dừng thời gian bằng bạch kim tinh. Ngay khoảnh khắc này, ông mới nhận ra kẻ địch có đến 2 tên và khả năng tạo ảo giác vừa rồi đến từ bạch xà, Stan của một người khác. Hắn đã lợi dụng thời điểm Jotaro bảo vệ Jolin để tác động bạch xà lên người ông, khiến từ đầu Jotaro lòi ra hai cái đĩa CD, chúng tương ứng với ký ức và Stan của ông bị lấy mất, không còn sức mạnh. Jotaro ăn liên tiếp loạt đạn từ John Galli, còn Jolin đã lợi dụng khoảng trống để tấn công tên xạ thủ. Nhưng tình hình bố đang rất nguy cấp, Jolin ưu tiên việc đưa ông ra ngoài hơn. Khi đi tới bờ biển, chiếc tàu ngầm của tập đoàn Speedwagon cũng đã chờ sẵn. Jolin muốn bỏ trốn, nhưng nếu không lấy lại hai chiếc đĩa kia, tính mạng bố cô khó mà giữ lại được. Còn ở bên trong, chủ Stan bạch xà đã kết liễu John Galli để bịt đầu mối, đồng thời biến anh thành tác giả cho đống lộn xộn này. Ở một nơi khác, chính xác là bệnh xá, cô tù nhân Hermes sau khi tiếp xúc với mũi tên cổ đại đã lên cơn sốt và được chăm sóc ở đây vài hôm. Khi tỉnh dậy, cô nhận ra lòng bàn tay mình có một con tem, nó có khả năng nhân đôi vật được dán vào, còn khi được gỡ ra, bản sao sẽ hợp nhất với bản gốc. Là một người cục xúc, Hermes nhanh chóng nghĩ ra cách ứng dụng con tem cho việc chiến đấu. Cô khiến chiếc chổi lau nhà kẹp vào đầu tên tù nhân nam khiến hắn bị ngất lịm đi. Kỳ lạ với cô nhưng trùng hợp với chúng ta là trên đầu của hắn lòi ra hai chiếc đĩa CD giống với của Jotaro. Hermes tò mò lấy ra một cái trước khi hắn tỉnh dậy. Khi mang vào phòng vệ sinh, chiếc đĩa chui vào đầu cô và bắt đầu chiếu ký ức của tên tù nhân, gồm có nơi hắn giấu số tiền trộm được và người ban cho hắn sức mạnh Stan chính là bạch xà. Quá hoảng sợ trước những hình ảnh vừa hiện ra trước mắt, Hermes đã ném chiếc đĩa đi. Chắc vì lý do đó nên tên kia đã tìm đến cô. Hắn nói rằng mình đã bị mất một số ký ức và tỏ ra xúc động khi được Hermes hỏi thăm. Tên này luôn nghĩ bản thân mình thật tồi tệ, không xứng đáng được người khác trân trọng. Thế là hắn bắt đầu overthinking rồi đi treo cổ. Đây cũng là lúc hắn lộ ra Stan mà mình nhận được từ bạch xà. Nó sẽ khiến đối tượng được chọn nhận tác động tương đương với những gì hắn đang phải trải qua. Nên hắn treo cổ thì Hermes cũng sẽ cảm thấy bị khó thở. Còn nếu hắn bị chết đuối, mặt cô cũng sẽ bị vùi trong một đống dung dịch. Hermes suýt chút nữa đã mất mạng vì cái thằng thần kinh này. Cô chạy bán mạng về phòng của mình. Giữa đường, cô gặp được cậu bé bóng chày. Nó giải thích cho cô về lý do Hermes có được Stan. Đang nói chuyện với thằng bé, cánh tay của cô lại cảm thấy bỏng rát. Thì ra thằng điên kia đang cuốn dây điện chuẩn bị tự sát. Hermes cố gắng dùng hết cách, nói ngon nói ngọt chữa lành thì nó bảo là giả tạo. Còn chửi thẳng mặt nó là đồ ích kỷ thì nó sung sướng và muốn chết của một người tuyệt vời như cô. Hermes đã nhân đầu hắn ra làm hai rồi gộp lại để đẩy chiếc đĩa Stan trong đầu. Vì thế mà chỉ có mình hắn nhận sát thương kết liễu. Sáng nay cả nhà tù nữ phải tập hợp lại vì đêm qua đã có một vụ mất tích của các tù nhân nam. Vậy nên bên hàng xóm sẽ cử một nhóm đi tìm kiếm. Sau sự xung phong của Hermes, lần lượt các chị em khác cũng tham gia, cho nó gọi là thay đổi không khí tí. Dĩ nhiên là có cả Jolin. Tất cả 5 người sẽ phải đeo một chiếc vòng tay giám sát. Nếu như đi xa hơn tên quản ngục 50m, nó sẽ phát nổ. Giống như anh em thì các chị em cũng chẳng thích trà đĩa bằng tay còn lại. Hai chị em Jolin và Hermes đá lẻ trong một nhà kho để hỏi chuyện về chiếc đĩa cũng như bạch xà. Theo ký ức mà Jolin có được, bạch xà giấu album đĩa của hắn trong lốp xe của máy kéo. Nếu lấy lại đĩa của bố thì cô sẽ có thể cứu sống ông. Nói chuyện một hồi, Hermes mới nhận ra chẳng biết từ bao giờ mà nhóm đã xuất hiện thêm một người, tổng cộng là 6 người. Khó cái là lúc đi thì Hermes và cả Jolin cũng chẳng để ý mặt mũi người khác lắm. Thế nên giờ phải giải quyết vụ imposter, vì rất có thể người đó chính là thủ phạm dẫn tới vụ mất tích của tù nhân nam. Cả 4 người còn lại đều đeo vòng tay giám sát và một trong số đó đã phát nổ khi ở quá tầm so với tên quản ngục. Khi cả nhóm di chuyển tới vị trí của hắn thì tên quản ngục đã nằm im một góc. Con Stan hạ thủ về hắn nhanh chóng tìm đến Hermes. Nó lôi cô xuống nước, nơi mà nó hiện hình là hàng trăm con sinh vật phù du. May có chiếc tem nhân đôi mà cô đã ngoi lên được. Ở trên bờ, Jolin được cảnh báo về kẻ thù ở dưới sông, nhưng cô vẫn lao ra cứu bạn giam bằng cách đan một chiếc lưới và chạy trên nó. Khi thấy kẻ thù mới, con Stan liền đổi mục tiêu, đấm xuyên bụng Jolin một cú chớp nhoáng. Nhưng nó không ngờ là cái lỗ nó đâm qua đã được Jolin tạo sẵn khi rút chỉ khỏi cơ thể, tận dụng lúc kẻ thù đang bị cố định. Jolin trả sát thương lại rồi nhanh chóng đưa Hermes vào bờ, bởi vì con Stan kia có khả năng hồi phục vô hạn khi nó ở dưới nước trước khi có thêm một nạn nhân nữa. Hermes quyết tâm tìm ra thủ phạm. Ba cô kia thì liên tục đấu tố nhau rằng chưa hề nhìn thấy người kia từ khi xuất phát, vì thấy ai cũng đáng ngờ nên Jolin chọn cách động thủ. Thằng nào nhìn thấy Stan của cô mà phòng thủ thì thằng đó là luyện sư. Quả nhiên sau vài cú vung tay, con Stan phù du lộ diện, không phải cô tóc đen hay tóc cạ, mà chính là cả ba người. Họ đều đã bị nó chiếm quyền kiểm soát sau khi cố di chuyển lại gần chiếc máy kéo. Nó là FF, một nhóm sinh vật phù du liên kết với nhau. Sau khi nhận được đĩa của bạch xà thì nó đã có được tri thức của loài người cùng sức mạnh Stan. Đổi lại thì FF có nhiệm vụ canh giữ đống đĩa cho ông chủ. Khi bị hai chị em phát hiện, FF chạy về nhà kho chỗ xe kéo, để lại một đám phù du giữ chân xác tên quản ngục. Thế là nhóm Jolin chia ra hai, cô sẽ đuổi theo FF, còn Hermes
Hermes sẽ giành lại cái xác và mang nó về trước khi Jolene bị quá tầm 50m. Còn nhân vật chính của chúng ta, sau khi đã hiểu rõ sức mạnh của đối phương, cô khiến nó đuổi theo chiếc máy kéo đang chạy ngoài đồng. Quả nhiên từng bước chạy khiến đôi chân nước của FF dần bị ăn vào mặt đất. Nó đã quá chú ý đến đống đĩa mà không nhận ra 70% cơ thể mình đã trở thành phân bón. Thay vì kết liễu cho nó một đòn, Jolene chơi trò thông não chi thuật vì cô cho rằng FF không tuân theo lệnh của Bạch Xà mà nó chỉ muốn bảo vệ đống đĩa, bởi đó là thứ ban cho nó sự sống cũng như trí tuệ. Sau một hồi phân giải, FF về phe của hai người và đồng ý đưa cho Jolene đĩa của Jotaro. Nhưng có lẽ Bạch Xà đã tính trước, hắn chỉ để lại đĩa của Bạch Kim Tinh, còn chiếc đĩa ký ức của Jotaro đã bị giấu ở một nơi khác. Có lẽ thứ hắn cần là những bí mật quý giá mà Jotaro đang nắm giữ. Mấy chị em thống nhất với nhau là sẽ khai tên cai ngục bị cá sấu tấn công, còn những tù nhân nữ khác thì họ không biết. FF sẽ ở trong thân xác của một tù nhân và trở lại nhà giam cùng hai người. Tập này bắt đầu hé lộ tên trùm cuối, kẻ sở hữu Stand Bạch Xà và đứng sau mọi chuyện. Hắn là Pusi, một cha xứ trẻ tuổi kiêm chuyên viên tâm lý cho các tù nhân. Sáng nay hắn đã sát hại một tù nhân nữ tên Mirachon, sau đó biến cô thành con rối của mình với mục đích nhắm tới Jolene. Mirachon tiếp cận mấy chị em và gạ kèo chơi ném bóng. Nếu bên Jolene ném và bắt được 100 quả sẽ nhận lại 100 đô. Sau khi lụm được cái kèo thơm như muối mít này thì Mirachon tiếp tục gạ tiếp một kèo nữa nhưng x10, tức là ném 1000 quả sẽ nhận 1000 đô. Hermes đã quên tính tới một chuyện là mặt trời đã bắt đầu buông xuống, các tù nhân phải trở lại phòng giam. Vậy nên cô đã bị tên giám ngục làm khó, khiến cho tiến độ trò chơi bị gián đoạn. Kèo 7 thì cũng là lúc Mirachon lôi ra Stand của mình. Nó là kẻ thu thợ, nó sẽ lấy đi toàn bộ thứ quý giá trên người của kẻ thua bạc, dù là tiền hay nội tạng, cho tới khi nào đủ số dư cả hai bên đã cá cược. Kẻ thu nợ tồn tại dựa trên lương tâm của con bạc nên không thể trực tiếp tấn công nó. Khi thấy Hermes bị lấy đi lá gan, Jolene chấp nhận vào kèo 1000 đô dù đã hết giờ vui chơi. Cô sẽ cùng FF tung hướng bóng, đồng thời đuổi theo Mirachon, vì chỉ có Stand của cô ta bất bại chứ chủ nhân thì không. Khi biết nhóm Jolene vừa tung hứng vừa đuổi theo mình, Mirachon mua chuộc tên giám ngục để hắn cướp lấy quả bóng để khiến Jolene thua giao kèo. Nhưng Jolene đã phát hiện ra một lỗ hổng trong trò chơi, hay nói cách khác, cô chưa từng nói ai là người sẽ chơi bóng cùng mình, nên việc Jolene đoạt lại bóng từ tên quản ngục vẫn là hợp pháp. Khi chỉ còn mình và Mirachon trong thang máy, Jolene ném 900 quả còn lại vào mặt cô ta để hoàn thành giao kèo và trả lại lá gan cho Hermes để duy trì mạng sống cho bố. Jolene đã liên hệ với Speedwagon, cô muốn giao lại chiếc đĩa Stand để kéo dài sự sống, sau đó sẽ đi kiếm chiếc đĩa còn lại. Để làm được điều đó, Jolene sẽ đi ra sân trong và gặp người của tổ chức. Đang trên đường tới thì Jolene bị thằng cu bóng chảy kéo tay vào một căn phòng ma. Sở dĩ gọi đây là phòng ma bởi vì nhà tù này đã bị thiêu rụi vào năm 1984, nơi mọi người đang đứng chỉ là hồn ma của nó. Và năng lực của Imperio cho phép hiện hữu hóa linh hồn của vật thể, đó là cách nó lẩn trốn cũng như đi khắp nhà tù. Khi biết Jolene có kế hoạch tiến tới sân sau, Imperio khuyên cô nên dẫn theo người để hỗ trợ, đó là anh Thời Tiết. Anh này là phạm nhân, sau khi bị tống vào thủy cung thì mất hết ký ức, nhưng Stan điều khiển Thời Tiết lại có từ khi sinh ra và không bị ảnh hưởng bởi chiếc đĩa. Trong khi mọi người đang trao đổi thì đã có một con Stan đứng nghe lén. Khi phát hiện ra nó, cả ba chạy vội lên trên tầng để cắt đuôi, vì mục tiêu bây giờ là đưa chiếc đĩa cho tổ chức. Trong khi đang hối lộ cho tên gác cửa, Jolene bị tên nghe lén bắt gặp. Stan của hắn có khả năng xóa bỏ trọng lực vật mà hắn chạm vào. Jolene sau khi chạm vào chiếc đĩa đã lơ lửng giữa hành lang, đến cả sợi chỉ của mình cô cũng không điều khiển được nó theo ý muốn. Vậy nên Jolene đã để lọt chiếc đĩa CD vào tay tên kia. Nhận ra bản thân mình đã bị vô hiệu hóa hoàn toàn, Jolene nối sợi chỉ với chiếc cốc sau đó ném ra xa, sau đó truyền giọng nói của mình vào để gọi cho Thời Tiết. Nghe được lời cầu cứu của cô hàng xóm mới quen, Thời Tiết tức tốc có mặt. Anh ta phô diễn hàng loạt các khả năng sáng tạo từ Stand của mình, từ đám mây dày đặc giúp giấu các con ốc vít cho tới nắm đấm khí động học khiến cho đối thủ bốc cháy vì ma sát. Quả thực đây là một năng lực quá mạnh nếu có đủ kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm. Trong khi trận chiến đến hồi căng thẳng thì tất cả các cánh cửa ở phòng giam đều bị đóng lại do có báo động. Anh Thời Tiết đã nhanh trí chạm vào tay của Jolene để bản thân mình cũng mất trọng lực, sau đó đẩy đi bằng cơn gió của mình, giúp hai người tới thẳng sân sau. Căn phòng mà cả hai đang đứng, đang lơ lửng, chỉ còn cách sân sau một cánh cửa, nhưng kẻ thù vẫn chưa chịu buông bỏ. Hắn đã tấn công trong lúc nhạy cảm nhất. Cảm giác bồn chồn đã làm Jolene mắc tiểu. Cô thì không muốn đái bậy nên Thời Tiết đã nói một mớ kiến thức sinh học rồi biến ra một đám mây thu hút nước tiểu từ cô cho nó tế nhị. Ngoài nước tiểu ra thì hồng cầu cũng bốc hơi từ người của Jolene. Đáng tiếc đó không phải máu kinh mà là từ vết thương của cô. Lý do cho chuyện này là bởi Jolene đã chạm vào bức tường của căn phòng. Giờ đây chính nó đã mất đi trọng lực và không khí bên trong bị hút hết ra ngoài. Để bảo vệ Jolene và bản thân thì Thời Tiết đã tạo ra một bộ đồ bảo vệ bằng không khí. Nhiệm vụ của cả hai là phải tìm ra kẻ địch trước khi hít hết oxy. Jolene phát hiện ra một nơi trong căn phòng mà đồ vật không lơ lửng. Cô đẩy Thời Tiết tới đó trước, vì chỉ cần có không khí là anh sẽ sử dụng được năng lực. Ai ngờ kẻ địch đã đi trước một bước. Hắn nén không khí trong bình tạo ra một quả bom áp suất, đẩy Thời Tiết văng ra xa, khiến bộ đồ bảo hộ của anh dần nứt vỡ. Thấy bạn bè gặp nguy ở xa, Jolene sẵn sàng tháo không khí của mình để tạo thành lực đẩy đưa cô về phía Thời Tiết. Còn tên điều khiển trọng lực, khi hắn thấy con mồi của mình rơi vào thế bị động, hắn không ngần ngại bắn đi loạt đạn xoáy
của mình. Và cũng chẳng ngờ được Jolin đã nhân lúc hắn đắc thắng, đã luồn chỉ vào số bu lông. Jolin dùng nó để kéo tên kia vào vùng chân không. Tên này cũng chẳng vừa, hắn ném một chiếc lọ mất nhãn về phía cô. Bên trong bao gồm có oxy già và mangan oxit. Cả hai phản ứng với nhau, tạo ra rất nhiều oxy, biến nó thành một quả bom, bắn vỡ lớp áo bảo hộ của Jolin. Thấy vậy thì thời tiết đã chuyển bộ đồ của mình sang cho cô, để có đủ thời gian kết liễu kẻ địch trước khi cơ thể anh nổ như bong bóng. Và quả thực Jolin đã làm được. Cầm theo chiếc thẻ của tên trọng lực, Jolin mở được cánh cửa. Nhưng người mà cô gặp được chẳng phải là lính gác hay tù nhân, mà chính là linh mục Pusi. Nhưng mà Jolin lại chưa hề biết rằng Pusi là chủ nhân của Bạch Xà, nên cô nói ra ý định của mình là muốn ra sân sau để cứu bố. Cha Pusi dù rất muốn ngăn cản, thậm chí hạ gục Jolin ngay tại đây, nhưng vì hắn chưa biết người núp sau cửa là ai, nên không dám manh động, đành phải để Jolin đi. Tưởng chừng chỉ cần một bước nữa thôi mọi chuyện sẽ êm xuôi. Ai ngờ Pusi đã bố trí một tên cai ngục ở ngoài sân. Hắn sau khi thấy Jolin đã khai hỏa liên tiếp. Lúc này quá khứ của Pusi bắt đầu được tiết lộ. Hắn là một trong những người may mắn được Dio khai sáng về cái thứ gọi là đích đến của linh hồn mang tên Thiên Đàng. Thiên Đàng sẽ khiến linh hồn tiến hóa thành một hình thái cuối cùng, hay nói cách khác, đó là thứ mà Pusi theo đuổi, sự hạnh phúc thực sự. Chi tiết về việc đó Dio đã ghi lại trong một cuốn sổ, mà cuốn sổ này không lâu sau đó đã bị Jotaro đọc và đốt đi, nên Pusi mới muốn giữ linh hồn Jotaro để xem nội dung của cuốn sách. Quay trở lại tình hình, Jolin sau khi ăn hai viên đạn thì đã nằm co ro một chỗ. Còn thời tiết, dù thương tích đầy mình thì anh vẫn cố gắng dùng chút sức mọn cuối cùng để tạo ra một cơn mưa ếch. Quả thực đây là một hiện tượng đã từng xảy ra tại Florida, Hoa Kỳ, nguyên nhân do lốc xoáy và gió xoáy. Đám ếch phi tiêu này mang một độc tố nguy hiểm. Jolin may mắn có Stan nên không bị dính độc. Còn tên cai ngục xấu số đã chết trên đường trở lại nhà giam. Dù cho có Bạch Xà ngăn cản sau đó, thì Jolin vẫn tận dụng được khoảng trống và chuyển chiếc đĩa lại cho tổ chức Speedwagon. Jolin hoàn thành phi vụ với hai vết đạn trên bụng. May thay quá trình hồi phục đã được FF giúp đỡ. Còn Hermes, cô ta đang có một kế hoạch riêng của mình. Có một kẻ cô đang theo đuôi. Thằng này là thể thao, đã nhận được Stan từ Pusi. Nhưng quan trọng hơn, hắn là người đã sát hại chị gái ruột của Hermes. Chuyện là 6 năm về trước, thể thao cùng xã hội đen đến đàn áp quán ăn của gia đình cô. Chúng tra tấn bố cô vì để bảo vệ bố lẫn em gái nên chị gái Hermes đã ra mặt thế thân, kết quả là bị hắn thủ tiêu. Vào phiên tòa xét xử, thể thao chỉ bị lĩnh án 5 năm tù do tội trốn thuế và ẩu đả. Đó là lý do Hermes phạm tội và vào tận đây để trả thù. Khi thể thao vào đúng vị trí cô đã set up, Hermes xé những miếng tem để ép hắn chui vào trong ống nước. Bị ép đến đường cùng, thể thao bộc lộ khả năng của mình là điều khiển linh hồn xác chết xung quanh. Ở đây là những con thú mà hắn được nhồi bông. Vì là linh hồn nên chúng hoàn toàn vô hình trong mắt người khác. Khi biết được ý định trả thù của bạn mình thì Jolin cùng FF kéo tới. Kết quả là FF bị con cá sấu tợp cho cụt chân. Nhưng bởi vì cơ thể cô có thể biến hóa khôn lường nên FF cho nó cắn một cái nữa, rồi biến tay thành khẩu súng để nướng chín nó từ bên trong. Trong khi mấy chị em đang healing cho nhau thì tên thể thao đã chết đuối và khả năng Stan cho phép hắn tồn tại ở dạng linh hồn luôn. Thế vẫn là chưa đủ với Hermes, cô dẫn hai người chị em đuổi theo dấu vết hắn để lại và rơi vào một căn phòng nơi hắn đã gọi dậy hàng chục những linh hồn tù nhân. Hermes từ chối sự giúp đỡ từ Jolin vì cô không muốn cuộc nợ máu này liên lụy đến người khác. Đứng trước những cú đớp vô hình, Hermes tự dán tem lên cơ thể mình để dụ cho thể thao cắn chúng, sau đó bóc tem để miếng thịt trở về, từ đó đoán được vị trí của hắn. Còn mồi đã trong tay, Hermes trả cả vốn lẫn lãi cho kẻ đã phá hoại gia đình cô và mong điều đó sẽ khiến linh hồn của người chị gái có thể siêu thoát. Kết cục trận chiến, Hermes gục xuống với hàng chục vết thương trên người. Các quản ngục ập vào ngay sau đó và Jolin có cãi đằng trời với những chiếc xác ở xung quanh. Kết quả là cô bị chuyển vào khu biệt giam cùng với những thành phần cặn bã nhất xã hội trong căn phòng ma. Mọi người ngoài tìm cách để cứu Jolin ra, họ còn vừa nghiên cứu ký ức của thể thao. Hắn từng được Pusi yêu cầu hồi sinh linh hồn của Dio bằng cục xương duy nhất còn sót lại sau trận tử chiến với Jotaro. Tất nhiên với Dio thì cục xương cũng đặc biệt, nó có thể di chuyển lẫn tấn công. Tạm gác lại mọi chuyện ở đó, trong khi Hermes đang dưỡng thương thì FF đã tới nhờ Anasui, người đàn ông còn lại giúp đỡ. Về tiểu sử của tên này, hắn từ nhỏ đã thích tháo rời mọi thứ, bé thì là tháo đồng hồ, lớn thì là ô tô. Tới khi bị người yêu NTR thì anh ta tháo cả người yêu lẫn nhân tình luôn. Kỳ lạ là khi được chuyển vào tù thì tình trạng tâm lý lại hoàn toàn bình thường. Tóm lại Anasui là một tên khó đoán, nhưng dù vậy hắn vẫn đồng ý đi giải cứu Jolin, bởi vì Anasui đã yêu cô ngay từ cái nhìn đầu tiên. Vì tình yêu, gã đàn ông này sẽ làm tất cả. Stand của anh ta là lặn, khả năng đầu tiên của nó là lưu trữ sát thương. Khi Anasui tấn công vào một bề mặt, anh có quyền tùy ý bung nó ra bất cứ lúc nào, khiến mấy tên lính gác vỡ mồm không báo trước. Ở bên trong khu biệt giam, hai tên quản ngục sau khi té nước lên nhau đã lời qua tiếng lại. Từ một cái đẩy nhẹ, cuộc xung đột phát triển lên thành những cú đấm. Lý do là bởi một Stand khác đã giật dây tất cả, nó có tên là kẻ sống sót. Chuyện là từ ngày xưa có một nhóm leo núi lên khách sạn ngủ một đêm, trong đoàn có một người chê ông chủ khách sạn hôi nách nên ông chủ đã rất là bực mình. Cái năng lượng bực bội đó đã truyền đến con Stan, sau đó con Stan truyền nó tới những người trong đoàn leo núi như một dòng điện. Kết quả là sáng hôm sau cả nhóm đánh lẫn nhau rồi đi cả lũ. Con Stan đó được Dio mang về, nay giao lại cho Pusi và hắn đang dùng nó để tạo ra cái file club trong khu biệt giam. Người bắt cặp với Jolin là tên cai ngục. Hắn thì to không khác gì một con ngao Tây Tạng, xét về hạng cân thôi thì hắn cũng phải gấp 3 lần cô.
khi Jolin dùng thạch dương tấn công cai ngục. Không hiểu sao cô vẫn phải chịu sát thương ngược lại dù rõ ràng thấy hắn ăn đòn. Chỉ đến khi bị hắn khóa tay và có góc nhìn lên trần nhà, Jolin mới nhận ra từ nãy mình ăn mấy mảnh thiên thạch rơi từ vũ trụ xuyên qua ra. Đó là stand của tên cai ngục. Hắn có thể thu hút thiên thạch bay tới mình và tan biến trước khi chạm vào hắn. Bằng cách đánh giáp lá cà, hắn tận dụng khả năng này để hạ gục đối thủ. Jolin sau nhiều nỗ lực cản phá và đổi hướng thiên thạch không thành công, cô đã chuyển sang chiến thuật mới là lấy giày của đối thủ để hứng thiên thạch khiến nó bốc cháy, sau đó ném quả cầu lửa đó vào mặt hắn. Đó là cách Jolin outplay. Khi cô ngoảnh lại, hầu hết đám tù nhân đều đã bị đánh bại và chỉ còn lại hai tên, một lão già, một thanh niên. Lão già tự giới thiệu tên mình là Kenju, 78 tuổi. Hắn có stand phong thủy giúp dự đoán chính xác điều sắp xảy đến. Cùng với kung phu thì Kenju dễ dàng né các loạt đạn từ FF, người vừa bất ngờ lao ra. Không những thế, hắn còn thông thạo giải phẫu con người, chỉ cần một đòn đã khiến phổi của FF hết sạch không khí, đành phải rút lui. Ngoài ra, ứng dụng của phong thủy này còn cực kỳ ma quỷ, chỉ cần đánh theo hướng mà con rồng chỉ thì chắc chắn sẽ đánh trúng được kẻ thù. FF thì vẫn cứng đầu, cô cố tình không nghe theo con rồng mà lao vào hướng xui xẻo để lấy nước. Kết quả là bị chính cánh tay của mình đấm lệch hàm và rơi ngay vào chiếc ghế điện tử hình ở phòng dưới. Mọi nỗ lực thoát ra chỉ khiến cô ngồi ngay ngắn hơn vào chiếc ghế nóng. Kenju đã đắc thắng khi đồng hồ đếm vào con số 0 để kích hoạt ghế điện, nhưng hắn không ngờ trong lúc ẩu đả, FF đã sử dụng mồ hôi của lão để tạo ra một chiếc gương nước nhằm đổi hướng an toàn của con rồng. Khi đó cô có thể nắm tay lão để cả hai cùng đồng quy vô tận. Vừa may vừa tiếc rằng lượng điện đó không đủ để kết liễu cả hai, nên đành nhờ Jolin và đặc biệt là Anasui ra tay. Trước khi Kenju đá một cú chí mạng vào người Jolin, Anasui đã để stand của mình chui vào Jolin và tái cấu trúc xương trong chân của lão già, khiến hai ống đồng của hắn xoắn thành cái lò xo, từ đó không thể tự do di chuyển theo hướng phong thủy. Jolin bỏ qua tên tàn phế, tập trung tìm kiếm cục xương của Dio. Nó đang được một tên béo ở trên lan can nắm giữ. Khi Jolin phát hiện được hắn thì hiện tượng lạ bắt đầu xảy ra, cơ thể hắn đã bắt đầu mọc ra hoa lá cây cối, đó là hậu quả cho việc chạm vào khúc xương. Jolin trong khi tóm hắn thì sợi chỉ cũng đã cuốn lấy cục xương, nên chỉ cần tiếp xúc với ánh nắng thì cơ thể sẽ đâm chồi nảy lộc. Khả năng này được điều khiển bởi một tên tù nhân đứng trong bóng tối. Anasui dù chưa tìm ra hắn nhưng đã tương kế tựu kế, anh tái cấu trúc xương một tên tù nhân nhút nhát. Tình cờ hắn lại là người mang theo stand kẻ sống sót đã gây nhiễu loạn cả nhà tù. Để khi tên cây cối chạm vào hắn, bộ xương đã trở thành một cạm bẫy tiềm tàng và phá hủy đôi bàn tay của tên luyện sư, khiến khả năng nở hoa bị vô hiệu hóa. Trong lúc đó, khúc xương kia lại phát triển thành một bào thai. Sau khi hấp thu đủ linh hồn của các tù nhân, bên trong chứa một đứa bé màu xám, trên vai còn có hình ngôi sao, giống như tất cả người nhà Joestar. Jolin biết đây là thứ Pussy muốn nên cô đã mang nó theo. Khi mọi người ra được bên ngoài, chẳng ai để ý đã có một con stand bám theo. Nó tỏ ra vô hại và cực kỳ nghe lời mọi người, nên họ cũng cho nó đi theo. Nhưng chỉ cần rời mắt khỏi nó một giây thôi, thằng cu xanh lè này sẽ trở thành một sát thủ. Xanh lè dẫn Jolin và Anasui tới một đầm lầy khi có cano của quản ngục đuổi theo. Nó còn biết đan lá để ngụy trang và hợp tác để cướp lấy thuyền cùng hai người. Nhưng sau lưng, nó đang hạ độc cả hai bằng nước bọt, nên là càng đấm nó thì nước bọt càng văng ra. Ở nơi xa, FF đang tìm cách triệt tiêu tên luyện sư điều khiển xanh lè, chính là người đã bị dập nát đôi bàn tay. Hắn đang được quản ngục dìu lên xe cứu thương. Khi FF đột nhập vào đội cai ngục để ám sát hắn, thì bất ngờ cha Pussy đã xuất hiện. Hắn cố tình tiết lộ thân phận của mình là chủ của Bạch Xà để câu thêm thời gian. Pussy thừa hiểu, thứ FF sợ nhất không phải là sự tra tấn về thân xác, mà là những ký ức khi được làm con người. Hắn lao tới, một tay cản không cho cô bắn súng, tay còn lại rút đĩa trên đầu ra. Ai ngờ FF chơi liều, hướng cây súng thẳng vào đầu mình và bóp cò. Máu từ não văng ra chảy vào người tên luyện sư, hay nói chính xác hơn là cô đã chui vào người hắn để kết liễu từ bên trong, khiến cho stand xanh lè bốc hơi ngay lập tức. Sau khi kết liễu được hắn, FF muốn sủi đi, nhưng Pussy nào có để cho người biết danh tính của hắn trốn thoát. Tên linh mục chặt đứt tay chân của cô, khiến nửa thân trên của FF phải lăn lê bò toài, song nửa thân dưới lại tranh thủ chạy tới chiếc vòi nước, thứ có thể khiến cô tái tạo lại cơ thể. Nhưng Pussy đã tính cả, hắn đã set up trước một stand làm nóng nước để khi FF bơm nước vào cơ thể, cô đã tự đặt dấu chấm hết cho chính mình. Còn ở phía Jolin, con xanh lè sau khi tan biến đã nhả ra quả trứng có chứa thằng bé màu xám phát triển từ xương của Dio. Hai người mon men đi theo nó vào bụi rậm, nhưng càng tiến gần lại thì mọi vật kể cả cơ thể cũng bị teo nhỏ đi, nên là dù có đi bao xa thì cũng chẳng thể chạm tới đứa bé. Jolin có cố gắng quăng chỉ nhưng kết quả cũng chẳng khá hơn, sợi chỉ đi càng xa lại càng nhỏ lại, cảm giác như không tài nào với tới. Thế là Jolin thử cách nhảy từ trên cao xuống, kết quả cũng vậy. Lần này thằng bé còn gọi ra stand. Khi Jolin rơi, cơ thể cô nhỏ đi, còn con stand thì lớn lên. Kết quả biến cú rơi đó là vô tận, tới khi nào Jolin nhỏ đến mức nguyên tử bước vào lượng tử giới thì có lẽ đó mới là tận cùng. Vì đã xem full phim của Marvel nên Anasui kéo Jolin ra trước khi cô tham gia Người Kiến phần 4. Thằng bé thì ngây ngô nhưng con stand của nó lại đằng đằng sát khí, nó quyết không buông tha cho hai người. Với con mắt quan sát tinh tường, Anasui trong lúc ứng phó đã quan sát thấy một điều là chiếc chai mà thằng bé chạm vào không bị thu nhỏ, hay nói cách khác những vật được nó chạm sẽ không chịu ảnh hưởng của stand. Thế là anh lùa con stand vào trong chiếc chai rồi dắt tay Jolin ra ngoài để nhốt nó. Con stand chưa từ bỏ, nó sử dụng cái chai để lăn cả hai như cán bột. Chiếc chai đè vào chân của Anasui, Jolin muốn phá chai nhưng Anasui lại khuyên không được để cho con stand trốn thoát. Jolin đang vào thế khó nghĩ thì từ đằng sau ngón tay thằng bé chạm vào cô, khiến cho cả hai trở về kích thước ban đầu.
Có vẻ là thằng bé thấy thích thú với cái bớt hình ngôi sao của cô. Cứ tưởng FF đã tan thành mây khói thì một cơn mưa rào chợt đến, kéo lại những hơi thở yếu ớt. Đó chính là Stan của thời tiết. Khi mà anh đã nhận được tín hiệu từ bộ đàm, FF ngay lập tức đã chuyển mã Morse báo hiệu cho thời tiết về danh tính của Pussy. Sau đó cả hai nhanh chóng tới chỗ của Jolin và Anasui. Tưởng rằng cuộc đoàn tụ đông đủ này sẽ khiến Pussy phải đau đầu, nhưng ai ngờ linh mục đã đi trước một bước. Chẳng biết từ khi nào hắn đã cải trang thành thời tiết và đi cùng FF. Để khi mọi người mất cảnh giác nhất, hắn cho Anasui một đâm thấu ruột, còn FF thì một quạt bổ đôi đầu. Chỉ có Jolin là chịu tổn thương ít nhất. Pussy sử dụng bạch xà để lấy đĩa từ Jolin, nhưng ngược lại là sự chống trả quyết liệt từ con gái nhà Joestar, đến mức tên linh mục phải ném đĩa của Joestaro ra để đánh lạc hướng cô. Chiếc đĩa được ném Anasui, người đang hấp hối, buộc Jolin phải buông tha cho hắn vì không muốn chiếc đĩa tan biến cùng Anasui. Với tình yêu cao thượng dành cho cô bạn tù, Anasui sẵn sàng để FF chiếm lấy cơ thể mình, còn FF thì không muốn chiếm lấy cơ thể của người khác nữa. Cô sẵn sàng hy sinh để cứu lấy anh. FF cho rằng đời này mình đã sống đủ, có những người bạn cùng những kỷ niệm tuyệt vời. Cho dù Jolin sau này có lấy lại chiếc đĩa thì đó là một FF mới, vậy nên hãy để cô ra đi trong thanh thản. Còn Pussy, hắn sau khi có được thằng bé thì đã đủ điều kiện để làm nghi thức đi tới thiên đàng. Giờ chỉ cần đợi ngày lành tháng tốt, đúng đợt trăng non tiếp theo là trật tự của thế giới này sẽ được sắp xếp lại. Đó là theo lời của Dio. Tầm này thì Jolin với hắn chỉ như con tép diêu. Hắn đưa cô về nhà giam, giao cô lại cho một luyện sư có khả năng khiến Jolin mất trí nhớ ngắn hạn, làm cho cô chỉ nhớ được 3 thứ gần nhất. Nếu cô nhớ thêm cái thứ tư thì sẽ quên điều đầu tiên. Việc này làm Jolin phải ghi các thông tin lên người, rồi sau đó lại quên chính mình là người đã ghi lên. Kể cả khi Jolin đã gặp được luyện sư khiến cô mất trí nhớ là Meo Meo, thì ta cũng nhồi cho cô thêm thông tin, sau đó còn lấy khăn xóa đi các dòng chữ trên tay trước khi quên sạch sành sanh những việc quan trọng. Jolin tự lấy thạch dương đan lên tay mình điều duy nhất cần phải nhớ, đó chính là đi tìm Emporio. Còn cậu bé bóng chày, sau khi chạm vào song sắt, cậu cũng bị ảnh hưởng bởi Stan gây mất trí nhớ. Emporio đang bị mắc kẹt trong 4 thông tin. Thứ nhất, cậu làm đổ nước ra sàn. Thứ hai, cậu cần rút phích cắm điện. Thứ ba, điện đang bị dò ra. Và thứ tư, cậu cần phải tới gặp Jolin. Chỉ cần quên một trong 4 điều, Emporio sẽ không thể thoát ra khỏi căn phòng đang vật lộn với đống giấy tờ, thì Jolin cập bến để đoàn tụ với cậu. Trước khi cả hai trao đổi thông tin quan trọng nhất thì Meo Meo đã có mặt để ngăn cản việc mình bị lật tẩy. Cô rút súng ra bắn đến 9 viên đạn. Bởi Jolin chỉ xử lý được 3 thông tin nên sẽ luôn có 6 viên tàng hình, nhưng Jolin đã nghĩ ra cách để counter lại chiêu đó bằng cách nhìn xuống bề mặt phản chiếu của vũng nước. Với cách đó có thể dùng thạch dương cản toàn bộ số đạn và phản công ngược lại Meo Meo. Khi bị thạch dương trói chặt đến nghẹt thở, ta đã dùng bộ đàm gọi cho lính gác tới. Ngay lập tức có 3 tên kéo tới, vừa đủ để thay thế hình ảnh của Meo Meo trong Jolin, khiến cô không nhận ra mình vừa để tuột mất con mồi, thậm chí còn bị nó đấm cho lệch mỏ. Cứ thế đám lính đi sau lưng của Meo Meo khiến cô ta như vô hình trước Jolin. Ngay cái lúc ván bài chuẩn bị lật ngửa thì Emporio xuất hiện. Cậu đưa cho Jolin một mảnh giấy ghi mã nhị phân để cho cô in lại hình ảnh của kẻ thù bằng chính những sợi chỉ của thạch dương. Tấm hình đó vừa đủ để che lại các tên lính canh, cũng vừa tố cáo kẻ thù trước mặt. Jolin đấm Meo Meo không ngừng nghỉ, sau đó ép cô ta phải sử dụng năng lực của mình lên tất cả lính canh trước mặt. Để ngay khi Jolin thả 3 chiếc vỏ đạn xuống, hình ảnh của cô cùng Emporio vô hình trước họ. Đây cũng là cách cô Hermes ra khỏi tù một cách dễ dàng. Mọi người lên đường khẩn trương khi giờ lên thiên đường đã tới gần. Ở ngoài kia, có gì đó thay đổi bên trong Pussy. Khi hắn ta vô tình đụng trúng một người phụ nữ trên đường thì móng tay cô ta lập tức mọc dài ra và đống trứng gà cô mua đã nở thành những con gà dị dạng. Trong suốt thời gian đó, có một người biệt tâm biệt tích mà không được đề cập tới, chính là thời tiết. Hôm nay sau khi bình phục, Anasui đã tới gặp người bạn cùng phòng. Anh phát hiện ra sau cổ thời tiết cũng có vết bớt hình ngôi sao, giống với của Jolin và đứa bé. Tới giờ anh ta vẫn không nhớ ra lý do mình vào tù. Một điều duy nhất thời tiết chắc chắn là Pussy chính là kẻ thù. Về Pussy, hắn đang đi quá giang đến nơi làm nghi thức thì xe của tài xế bị hỏng nên hắn buộc phải xuống đi bộ. Xui xủi thế nào lại bị một thằng nghiện khống chế làm con tin. Thay vì phản kháng, Pussy bắt đầu giảng đạo cho hắn, để rồi biến hắn thành một luyện sư với Stan Bohemian Rhapsody. Đúng như lời bài hát thì Stan này biến ra cả một thế giới giả tưởng, khiến cho các nhân vật giả tưởng bước ra gây nhiễu loạn cả thế giới. Về cơ bản, Stan này khá là vô địch. Người bị mắc kẹt vào thế giới ảo tưởng này bị tấn công theo những cách hoang đường nhất. Thời tiết sau khi ăn hành thì nhận ra mình cũng có thể tạo ra nhân vật mới, nên anh yêu cầu Van Gogh vẽ ra một Stan có khả năng hút tất cả nhân vật hoạt hình lại, ngay cả chính anh lẫn Anasui. Việc đó khiến tình hình được ổn định lại. Còn tác giả của đống lộn xộn thì đang vi vu trên máy bay. Khi nghe thấy tin toàn bộ nhân vật mà mình tạo ra đã bị xóa sổ, hắn đã vô cùng sốc và chết ngay tại chỗ. Còn ở phía Jolin, cô đã đến nhà tên bạn trai ngày trước đã bán đứng mình. Thay vì trả thù, cô lại chỉ đòi tiền và trực thăng để đuổi theo Pussy. Chưa bay được bao xa thì chuyện xui xủi lại ập đến. Mí mắt của cả ba người bỗng nhiên chảy máu và dính chặt với nhau. Trong tình thế khó khăn, Jolin quyết định kéo tay Hermes và Emporio nhảy ra ngoài, sau đó nối dây vào trực thăng để đáp xuống một con sông bên dưới. Lúc này họ gặp được tên luyện sư đã điều khiển đống khuẩn que mà đã gây nên hội chứng sụp mí mắt. Hắn tự giới thiệu mình là Ricky L, một đứa con rơi của Dio. Khuẩn que của hắn có khả năng hút nhiệt của nội tạng. Lần này hắn nhắm thẳng đến cuống não, nơi điều khiển mọi hoạt động của tứ chi, để ngăn khuẩn xâm nhập vào người. Thì Jolin đã tự thiêu để tạo ra một lớp nhiệt bảo vệ. Khi thấy được quyết tâm mạnh mẽ của đối thủ, Ricky L cũng không ngại ngần làm điều tương tự. Hắn tắm xăng và bốc cháy để tìm ra điểm yếu của đối thủ, lần này chính là mắt và lỗ miệng. Nhưng điều Ricky L không ngờ là Jolin đã đóng cả hai lỗ đó lại và dùng trực giác để xác định vị trí
của hắn. Cô làm được điều đó vì trên người hắn có vết bớt hình ngôi sao. Và những người nhà Joe Star thì luôn có thể cảm nhận được vị trí của nhau. Tất nhiên nếu họ là nhân vật chính, Ricky L bị đánh bại, hắn bắt đầu lảm nhảm mấy thứ liên quan đến số mệnh, rằng là mọi thứ xảy ra đều có lý do của nó. Và tất cả đều nhằm một mục đích cao cả duy nhất là đưa linh mục Pussy lên thiên đàng. Ngoài ra hắn có tiết lộ một bí mật động trời, rằng Thời Tiết chính là em trai của Pussy và anh ta cũng đang có một nhiệm vụ quan trọng của riêng mình trong bức tranh đại cục này. Đó là lý do Pussy rút đĩa ký ức của Thời Tiết. Theo linh cảm của mình thì Jolene cùng hai người đồng giam tới một bệnh viện ở gần đó, nơi mà Pussy đang gặp gỡ một đứa con khác của Dio, Versus. Ngay khi Jolene và Hermes đứng trước cửa phòng bệnh thì một tiếng súng vang lên từ bên trong. Hermes ngó vào trong nhưng căn phòng lạnh tanh không một bóng người, và đồng thời có một bệnh nhân được chuyển vào vì đạn bắn. Mọi chuyện trở nên càng khó hiểu khi ở giữa căn phòng xuất hiện một cái lỗ to tướng và sâu đến mức chiếu đèn cũng không nhìn thấy đáy. Jolene đưa cho Hermes một đầu cuộn dây của mình để cô leo xuống dưới. Khi chân cô chạm đất, Jolene nhìn thấy một chiếc thìa. Cô cầm nó lên và khung cảnh xung quanh lập tức đổi thành khoang máy bay. Khi ngó ra ngoài cửa sổ, Jolene chỉ thấy một màu tối đen, nhưng phía xa xa cô thấy được tên luyện sư đứng sau cái trò này. Cảm thấy có mùi không ổn, Jolene ra hiệu cho Hermes kéo mình lên. Lúc này Versus bắt đầu bộc lộ sức mạnh thật sự của mình. Hắn có thể tái hiện lại các sự kiện đã từng xảy ra trong quá khứ và khiến kẻ địch phải trải qua nó, miễn là ở trong vùng đất của hắn. Nói đơn giản thì nó cũng giống một cái triển khai lãnh địa. Hermes khi bị hình bóng của thể thao dọa một trận thì đã mất thế và ngã xuống cùng với Jolene. Cả hai đang ở trên một chuyến bay gì đó có mã hiệu bé hơn 400. Nếu họ không sớm thoát ra thì sẽ chịu chung số phận với những vị hành khách này. Chỉ còn 2 phút nữa trước khi máy bay gãy cánh. Khi không thể leo lên trên, Jolene quyết định mở cánh máy bay và bay xuống dưới tìm tên luyện sư. Nhưng đây là thế giới của hắn. Hắn đẩy Jolene vào một chiếc máy bay chiến đấu sắp tai nạn khác. Trước khi cùng phi công hạ cánh, Jolene phóng sợi chỉ lên thẳng miệng hố. May thay vớ được ngay cái bộ đàm của một anh cảnh sát. Sau đó Jolene gọi liên tục cho Imperial để cầu cứu. Và thằng cu đã bày cho Jolene một cách là hãy lái máy bay chiến đấu đâm thẳng vào cái máy bay thương mại. Vì đây đều là sự kiện xảy ra trong quá khứ, không thể thay đổi. Nên dù có đâm nhau trên trời thì cũng không nổ được, giải quyết được vấn đề tái hợp. Giờ còn là làm sao để sống sót. Thì Imperial đã giải nốt bài toán đó cho hai người chị. Sau một hồi Google, cậu tìm ra được hai vị khách may mắn sống sót trong thảm họa năm đó. Và việc của Jolene và Hermes bây giờ là cướp ghế của họ. Nhưng Versus đã cao tay hơn. Hắn kéo ba đứa bé ở trên bệnh viện vào đúng chỗ ghế ngồi đó. Liệu Jolene có dám hy sinh tính mạng của một người vô tội hay không? Câu trả lời là không. Trong vài giây ngắn ngủi, cả hai đã có một phương án vẹn cả đôi đường. Với Hermes, cô đã dùng tem lên cả hai người sống sót, một người để chứa ba đứa trẻ, còn người còn lại giúp cô chui vào trong. Vậy còn Jolene, cô đã tách đôi bản thân ra thành sợi chỉ và chui vào trong người Hermes. Hóa ra đây là cách để 7 người đi máy bay mà lại chỉ tốn có 2 vé. Sau khi đáp đất thành công, Jolene treo ngược Versus lên trước khi hành quyết hắn. Nhưng trước đó tên này đã có phương án dự phòng. Hắn đã lấy được chiếc đĩa ký ức của Thời Tiết trong khi điều tra về quá khứ của Pussy, và Versus đã gắn nó lên đầu của Thời Tiết, khiến anh nhớ ra tất cả về quá khứ của mình, lẫn thức tỉnh Stan thực sự bên trong. Lý do Pussy phải khóa nó lại vì nó quá khó kiểm soát và hoạt động một cách tự động, được dựa trên cơn thịnh nộ của Thời Tiết, bắt đầu với những chiếc cầu vồng xuất hiện ở khắp nơi trên thế giới. Nếu ai chạm vào nó thì cơ thể sẽ biến thành các con ốc sên. Sự xuất hiện của cầu vồng chen ngang cuộc chiến giữa Jolene và Versus, vậy nên cô và Hermes quyết định đi giải quyết anh bạn tù. Cả hai tranh cãi nhau xem nên giết hay là khống chế. Còn Versus, hắn muốn mình có được sức mạnh của thiên đàng trước khi Pussy chạm tới, nên hắn ta đã tìm dấu vết quá khứ của Jolene và tìm được số điện thoại, sau đó là danh tính của Imperial. Trong khi cậu đang vận chuyển chiếc đĩa cho tổ chức Speedwagon, trong khi đang tìm đĩa trong người Imperial, Versus đụng phải Jolene và Hermes. Hai người này vừa bị một chiếc xe chứa đầy ốc sên tông vào và khiến chân tay biến đổi. Thế là hắn gọi dậy ký ức quá khứ của một đội bóng bầu dục và kéo xác của Jolene đi. Theo tính toán thì với đôi chân ốc sên của Jolene sẽ phải mất đến hàng giờ để quay lại vị trí cũ. Nhưng Versus không ngờ cô đã chui vào ống sắt và lăn đến chỗ mình. Trước khi ăn nguyên một cú đấm của Dương Thạch, Versus rẽ đất, gọi lên ký ức của biển cả, chính là muối biển, một loại vật chất khắc tinh của loài ốc sên. Khi đã giải quyết xong cái gai bên mình, Versus quay lại với Imperial và hắn đã tìm ra chiếc đĩa. Nhưng hắn không ngờ rằng trước đó Jolene đã lây bệnh ốc sên cho Imperial, và giờ đến lượt Versus hóa thành động vật thân mềm. Biết rằng tên này sẽ có ích, Jolene mang hắn theo trên đường tới chỗ Pussy. Giờ thì quá khứ về tên linh mục và người em trai mới được kể. Ngày xưa trong bệnh viện nơi hai anh em song sinh Pussy và Thời Tiết được sinh ra, đã có một bà mẹ đánh cháo đứa con không may qua đời của mình với Thời Tiết, để rồi sau này hai anh em mỗi người một nhà. Sau này khi lớn lên, không biết duyên số thế nào mà Thời Tiết quen được em gái của Pussy, cũng chính là em ruột anh. Hai người nhanh chóng nảy sinh tình cảm và đến với nhau. Pussy khi điều tra ra được thân phận thực sự của Thời Tiết thì anh đã thuê người để chia rẽ hai đứa nó. Nhưng vớ vẩn thế nào lại thuê đúng một băng lưu manh. Chúng khi biết Thời Tiết có bố là người da màu đã tra tấn và sau đó treo cổ anh trên thân cây. Cô em gái sau khi trực tiếp chứng kiến toàn bộ cảnh tượng dã man kia đã gieo mình xuống dưới sông. Cô không ngờ rằng số của Thời Tiết vẫn chưa tận. Còn nói về Pussy, trước đó trong quá trình làm linh mục, hắn đã vô tình gặp gỡ và quen được Dio,
Dio thấy cha cũng hợp cạ nên tặng cho mũi tên cổ đại, nói rằng khi nào cần thì lôi nó ra. Pusi sau khi thấy sắc người em gái thì đã vô cùng hối hận. Ngay thời điểm đó hắn nhận được bạch xà từ mũi tên, và đồng thời ở trên bờ, Thời Tiết cũng nhận được Stan của mình, do là hai anh em sinh đôi. Sau này khi biết được toàn bộ sự tình, Thời Tiết đã tìm đến Pusi để trả thù. Điều đó buộc Pusi phải tháo đĩa ký ức của anh ra. Dù gì thì Thời Tiết cũng là máu mủ cuối cùng của tên linh mục trở lại hiện tại. Thời Tiết khi có lại ký ức chỉ mong muốn hai thứ duy nhất, một là trả thù Pusi, hai là chết. Chưa cần phải đi tìm đâu xa thì cha Pusi đã có mặt. Hắn lẩn trốn dưới đám ốc sên, chỉ chờ Thời Tiết đi qua là xin ngay cái ống đồng. Trong khi chưa biết được tại sao hắn lại không bị ảnh hưởng bởi ốc sên, thì người thứ hai chịu đòn là Anasui. Sau khi đánh gục cả hai người, Pusi tiết lộ bản thân đã tự trích xuất đĩa thị lực của mình, vì đó là cách hoạt động của cầu vồng. Chiếc cầu vồng truyền thông tin cho tiềm thức con người rằng bản thân họ là ốc sên, rồi cơ thể sẽ bị thúc đẩy để tiến hóa, nên cách để miễn nhiễm là mù lòa. Hắn học được chiêu này do ngày xưa đã chạm trán với em trai mình một lần. Khi biết ông anh trai đang bị mất thị lực, thì Thời Tiết đã kết hợp sức mạnh của mình để thổi những vũng máu lên cao, sau đó đóng băng chúng lại, tạo thành những chiếc thảm gai sắc nhọn. Pusi sẽ phải lựa chọn đứng im trong khi hai người kia lết vào và tấn công hắn, hoặc phải mở mắt ra và biến thành ốc sên. Và hắn đã lựa chọn cách khống chế Anasui để dẫn đường cho mình. Trên đường ra khỏi bãi trông, Anasui cố tình nhìn về một phía để Thời Tiết có thể tấn công Pusi từ hướng khác. Khi thế trận đã an bài thì như là định mệnh đã sắp đặt, Pusi lật kèo một cách khó tin. Để lý giải cho điều này thì có thể do Pusi đã đọc nhật ký của Joestar, và lịch sử đã chứng minh trong suốt 5 phần thì dòng họ Joestar luôn chiến thắng phản diện. Pusi khi hợp nhất với đứa bé xanh lá đã có được vết bớt ngôi sao, nên may mắn luôn đứng về phía hắn. Đây chỉ là một trong những lần như vậy. Hay nói đơn giản hơn là plot armor. Trước khi sủi đi, Pusi đã xử lý nốt cả tên Versus để tránh bị hắn truy vết. Sự ra đi của Thời Tiết đã chấm dứt hiện tượng ốc sên hóa. Anh để lại chiếc đĩa của mình cùng một nhiệm vụ ngăn chặn đường lên thiên đường của linh mục. Bốn người cùng nhau lên đường cho trận chiến cuối cùng. Chẳng hiểu thế nào ba người lớn lại để cho thằng trẻ con lái xe. Hóa ra là Anasui muốn được ngồi ghế sau cùng Jolin, tình yêu của đời anh. Sợ rằng vài tập nữa thì mình sẽ bay màu, nên Anasui rút ra chiếc nhẫn đút vào tay cô. Ai ngờ khi Jolin tỉnh dậy thì lại nhìn thấy mấy con cá sấu bên đường. Do đã ngứa mắt hồi ở trong tù nên cô tháo ra ném chúng nó luôn. Đã thế còn cười hả hê. Tiếp tục mạch của câu chuyện, nơi mọi người sắp ghé là một trạm không gian. Khi chỉ còn cách khu tham quan một con đường thì mọi người tiếp tục gặp trở ngại. Bỗng nhiên trọng lực trên con đường xuôi về đằng sau, khiến tất cả cây cối xe cộ trên đường trôi dạt như ở trên vách núi. Vì sự cố này mọi người phải bỏ xe lại và bám lấy Anasui khi anh dùng lặn để chui vào lòng đường. Trong quá trình bám víu, đáng tiếc Hermes đã bị một tảng gạch đánh bay ra sau. Thời gian gấp rút, mọi người sẽ tiến về trạm không gian với ba thành viên còn lại. Khi cả nhóm tiếp cận ở bên ngoài căn nhà thì một Stan màu xanh lá đã xuất hiện để ngăn chặn họ. Vì ngăn chặn đòn sát thương của nó, Jolin đã bị tổn thương bàn tay phải. Sở dĩ do nó có khả năng thay đổi hướng di chuyển của trọng lực, nên bất kỳ nơi đâu nó động tay vào đều bị lộn ngược vào trong. Khi biết được nguyên lý hoạt động, Jolin cho nó đánh vào những nơi mình bị lộn ngược, vậy là cơ thể cô lại trở về trạng thái cũ. Nhưng con Stan này cũng chẳng phải dạng vừa, nó thấy chiêu của mình bị counter nên sau đấy liên tục nhắm vào ngực và đầu, hai nơi không thể phục hồi. Thấy bạn gái mình lâm nguy, Anasui không thể đứng nhìn, anh lao tới từ đằng sau. Kết cục bị nó dỡ mấy viên gạch đập cho vỡ mặt và rơi xuống theo hướng trọng lực mới. Jolin nhân cơ hội đối thủ chủ quan, cô luồn sợi dây của mình qua cổ nó. Phía đầu kia thì thòng xuống cho Anasui giữ lấy, tạo thế dòng dọc thắt cổ. Con Stan nắm vào sợi dây để truyền ảnh hưởng tới Jolin, nhưng Anasui đã thể hiện tình yêu của mình. Anh đưa lặn đi xuyên sợi chỉ và hướng tác dụng sang người mình để bảo vệ Jolin, cho cô khoảng trống để kết liễu con Stan. Bức tranh vẽ đẹp là thế, nhưng biến số Pusi đã xuất hiện. Hắn tới và đẩy Jolin bay lơ lửng lên không trung. Sở dĩ vì hắn chính là tâm của trọng lực, không phải trọng lực đổi từ dọc sang ngang, mà là mọi vật khi cố gắng tiến lại gần hắn đều bị đẩy ngược ra xa. Khi không còn điểm tựa, Jolin bị Stan xanh lè đấm thẳng vào bụng, khiến chân tay ruột gan lẫn lộn với nhau. Ngỡ tưởng cú đó sẽ đặt dấu chấm hết cho phần 6, nhưng nữ chính của chúng ta nói không, vậy cô đã làm gì? Chính Pusi cũng thắc mắc về điều này. Việc chống lại tác dụng của nghịch nguyệt là không thể, vậy tại sao? Câu trả lời đến từ giải Mobius. Để dễ tưởng tượng, nó giống như một giải băng giấy được dính hai đầu sau khi lật ngược. Về cơ bản thì giải này được tính là không có mặt sau, nên tác dụng của nghịch nguyệt cứ đi vào rồi lại ra rồi lại vào. Khi không thể chiến đấu bằng Stan, Pusi chơi như tụi Mỹ. Hắn lấy súng của một viên bảo vệ chĩa thẳng về phía Jolin. Bốn viên đạn liên tục được bắn ra. Một Jolin đang kiệt sức sẽ phải làm gì? Câu trả lời là chả cần làm gì, vì ông bố Joestar đã tới. Bạch kim tinh được kích hoạt khiến thời gian ngừng trôi. Những gì Pusi thấy chỉ là hình ảnh bốn viên đạn găm vào tường. Khi hắn quay mặt lại, đã ăn nguyên cú đấm nghìn cân của Joestar. Cùng với Joestar, Hermes cũng đã nhập cuộc. Sau khi được tổ chức Speedwagon setup, giờ mới đúng là hình tượng cha xứ liêm khiết, một mình chống lại cả nhà Joestar. Tác giả đã búp thêm plot armor cho Pusi để hắn có thể di chuyển nhẹ trong lúc Joestar dừng thời gian. Sau khi thoát được đòn chí tử, Pusi leo lên tàu con thoi. Lần này hắn sẽ không đợi tới trăng non, mà sẽ bay lên vùng có trọng lực thích hợp để tiến hóa Stan nghịch nguyệt lên cấp độ tiếp theo.
Một luồng ánh sáng thần thánh phát ra từ người Pusi làm tất cả lóa mắt. Sau đó trọng lực lại trở về bình thường. Dĩ nhiên do stand của hắn đã không còn là nghịch nguyệt, sức mạnh mới ban cho hắn khả năng tua nhanh thời gian của cả vũ trụ. Trời đang trong xanh, chớp mắt một cái đã lùi về ngủ. Cây kem trên miệng chưa kịp thò lưỡi đã chảy hết ra sàn. Chớp mắt cái nữa đã là nửa đêm. Người duy nhất bắt kịp với tốc độ này là Pusi. Bây giờ với mọi người, hắn chẳng khác nào người hùng tia chớp. Kể cả Jotaro có ngưng động thời gian thì cũng không giúp ông ngăn chặn đòn tấn công từ Pusi. Vậy nên ông phải mượn lặn của Anasui để chịu sát thương cùng với mình. Điều này khiến anh trai tóc hồng trở thành mục tiêu. Dù stand của anh khá là phế, trước khi mất tiếp một thành viên, mọi người nghĩ ra cách để chạy thoát khỏi tốc độ thần thánh bằng cách nhân đôi viên đạn từ stand của Hermes, sau đó bắn một viên đi. Khi nó đang bay thì tất cả ôm nhau rồi xé tem, thì viên đạn sao chép sẽ kéo mọi người lại với viên đạn gốc. Cách này giúp mọi người giữ được khoảng cách an toàn với Pusi. Trên đường bay, Anasui bày ra chiến lược. Cậu biết stand duyên tiền định của linh mục chỉ có thể tấn công đơn mục tiêu, vậy nên hãy ở sát nhau. Chỉ cần Jotaro căn thời gian chính xác khi hắn tấn công 105 người, thì đó là cơ hội để kết liễu hắn. Ở phía Anasui, cậu sẽ ẩn lặn vào người của cả bốn, để dù hắn tấn công ai thì người chịu sát thương vẫn là Anasui. Hay nói cách khác, Anasui sẽ hy sinh tính mạng của mình. Điều này đã thắp lên tia sáng hy vọng trong Jolin, dù chưa chính thức, nhưng đó là lời đồng ý của Jolin dành cho tấm chân tình của tên Sim Lỏ. Mọi chuyện đã diễn ra gần giống như vậy. Ngay khi cảm thấy có chút gì ngứa ở lồng ngực, lặn của Anasui đã đánh tiếng cho Jotaro để dừng thời gian. Bây giờ đứng trước mặt Jotaro là một Pusi cùng hàng chục con dao rơi từ trên trời xuống và ngắm thẳng vào Jolin. Trong khoảnh khắc đó, Jotaro đã chọn cứu con gái và để tuột mất cơ hội duy nhất lật kèo. Trong nửa cái nháy mắt, Pusi lần lượt kết liễu những người còn lại, tận dụng khoảng thời gian vàng bạc mà đồng đội dùng máu để đánh đổi. Jolin buộc Emporio vào một con cá heo để đưa cậu đến nơi an toàn, còn cô cũng chấp nhận quyên sinh để giữ chân Pusi lại. Trên bầu trời bây giờ mọi thứ xoay vần, thời gian chỉ là một loại định nghĩa lỏng lẻo có thể thay đổi. Đây là sự tận diệt của nhân loại. Vòng quay đang xoay tới một chu kỳ mới. Cả Emporio và những người còn sống di chuyển tới một vũ trụ mới, mới hoàn toàn. Emporio thấy mình bên trong nhà giam thủy cung, cảnh vật thì vẫn vậy, nhưng mọi người thì trông lạ lẫm lắm. Đằng kia trong phòng thăm nuôi vẫn là dáng vẻ hai cha con nhà cu dâu, nhưng nét mặt thì khác hoàn toàn với người mà cậu từng quen. Đây là năm 2011, không phải quá khứ, mà là ở một vũ trụ mới. Những người đã chết trước quá trình gia tốc sẽ mãi mãi biến mất. Hay nói cách khác, hiện tại Emporio là người duy nhất nhớ được về Pusi. Hắn cũng đã đánh hơi được sự tồn tại của cậu và quyết tâm truy cùng duyệt tận. Với Pusi, đây chính là hạnh phúc mà hắn tìm kiếm bấy lâu. Khi có thể biết trước tương lai, các sự kiện quan trọng như chiến tranh, bệnh tật, cả cuộc đời nằm gọn trong trí nhớ như một cuộn phim, loài người sẽ tiến hóa và lên thiên đàng. Pusi dồn Emporio vào căn phòng ma, nhưng chính cái lúc tay của hắn vươn ra đã vô tình đẩy đĩa thời tiết vào người cậu bé. Nó đã ban cho Emporio sức mạnh điều khiển khí tượng. Với kiến thức mà mình learn on TikTok trong một năm, Emporio đã xả kín căn phòng bằng oxy tinh khiết, khiến Pusi ngộ độc oxy. Không để phim kéo dài thêm, cậu kết liễu tên linh mục chỉ trong một combo. Pusi bị đánh bại khi chưa hoàn thành vòng lặp. Vũ trụ hiện tại thay đổi một lần nữa. Khi này Jolin không phải là người nhà Joestar và mọi người cũng thay đổi tên họ. Mặc dù vậy nhưng duyên số vẫn đưa những con người gắn bó trong nhà giam lại với nhau. Tất cả Jolin, Hermes, Anasui cùng thời tiết đi chung trên một chuyến xe. Họ sẽ có một cuộc đời êm ả hơn, không còn tù tội, không còn linh mục. Phần 6 kết thúc khi đã xóa bỏ hoàn toàn sự tồn tại của những phần dâu dâu trước. Phần 7 sẽ mở ra một câu chuyện mới, đã được kiểm chứng là phần dâu dâu hay nhất trong cả bộ truyện. Hãy cùng chờ đón dâu dâu phần thứ 7. Và tôi còn quại, xin chào và hẹn gặp lại.